nhổ nên rồi, đợi nửa nắng nên rồi, không nên em ít đâu. Ồ, này, này, anh bị điên, ô tô đang lao đến cái kìa, anh tránh nhá, để tôi chết. Điên à? Anh gì ơi, anh làm sao thế này? Ôi ôi, tại sao tôi chết mà anh không để cho tôi chết? Cái chết mà anh cũng phải dành với tôi à? Ôi Này, này, không phải làm cái trò gì đấy em hả? Đường con không đi, lao vào xe ăn vạ à? Hả? Ở đâu? Bố cho lấy phường hết. Ê, anh trai, anh trai bình tĩnh. Tại vì cái mắt tôi nó cận, đây tôi đeo kính này này. Tôi không biết là tôi đứng giữa đường, anh trai thông cảm nhé. Lướt đi. Ok, anh trai lấy xe. Vào ông này. Đấy, tí nữa để xảy ra án mạng đấy. Khổ cái anh, khổ người ta đấy. Đi đây, tôi nói chuyện với anh. Này, anh uống đi. Tôi kể tôi nghe xem là làm sao mà tự nhiên lại đi tự tử. Đáng như con trai, sức dài và rộng, chưa gì được nghĩ tự tử. Không giấu gì anh, tôi là công nhân. Bố tôi thì bị bệnh nặng, mẹ tôi cũng bỏ nhà ra đi rồi. Tôi muốn nghỉ để chăm sóc cho bố, nhưng lại phải bồi thường hợp đồng. Hả? Xin nghỉ mà phải bồi thường hợp đồng á? Phải, tận 15 triệu cơ. Họ bảo là tôi đến hợp đồng. Hai là phải đi làm. Còn ba là có người làm thay một tuần. Mà tôi cũng chỉ cần người làm thay tôi một tuần thôi. Thế này đi, tôi sẽ làm giúp anh trong một tuần đấy. Đằng nào thì tôi cũng rảnh, chả có việc gì, được không? Nhưng anh và tôi không quen biết, sao anh lại giúp tôi? Đây, sáng nay vừa đi rút 10 triệu. Anh cầm lấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Về nhà chăm sóc bố mẹ đi. Số tiền này tôi không thể nhận được. Cầm lấy, yên tâm. Tôi ấy không thiếu tiền đâu. Đấy. Nhưng mà anh với tôi mới gặp lần đầu mà sao anh lại giúp tôi? Giúp người phải cần lý do à? Anh ấy nên quan tâm chăm sóc bố trước đi nhá. Làm gì đấy? Tôi muốn quỳ để cảm ơn anh. Số tiền này tôi nhất định sẽ gửi lại anh. Phải quỳ xuống để cảm ơn nữa? Không cần đâu. Chỉ cần là anh sau này ấy, lỡ mà có chút điều kiện, giàu có chút ấy, thì gặp người khó khăn, giúp đỡ người ta, giống như tôi đang giúp đỡ anh ấy, thế là được rồi. Tôi hứa mà. Thôi thì bây giờ đưa tôi đến cái chỗ công ty của anh đi, để tôi nhận việc. Được rồi, tôi cảm ơn anh. Tao lấy. Từ giờ ấy, tôi lên chức trợ lý giám đốc rồi. Tất cả công việc vệ sinh của cả công ty này đều giao cô quản lý. Dạ vâng ạ. Mà có mỗi cái chức ấy thôi, có gì mà cô lên mặt cơ chứ? Không có đâu ạ. Thì tất nhiên là không có rồi. Có cho ấy, thì cô cũng không dám. Mà tôi nhìn ấy, là tôi biết. Chắc là cô dùng chiêu trò để lên vị trí ấy đúng không? À, chị ơi, không phải đâu ạ. Thôi, dừng. Tôi không phải là bố mẹ của cô mà ngồi đây nghe cô trình bày giải thích. Có gì phát biểu hay là trình bày ấy, thì lên phòng công ty. Thôi, tránh ra, còn có việc đi trước. Cô ơi, cho tôi hỏi là cô có phải nhân viên công ty này không? Đúng rồi. Tôi là nhân viên vệ sinh. Tôi đến nhận việc xem hôm nay làm cái gì. Thế tên gì? Tôi là Tuấn. Tuấn á? Tôi nhớ không nhầm ấy, cái tổ vệ sinh chỉ có một người con trai tên là Ân thôi. Làm gì có ai tên Tuấn nhở?
Cô ơi, Ân, nó là em trai của tôi. Bố nó đã bệnh nặng lắm, mẹ thì bỏ nhà đi. Nó nhờ tôi lên đây làm hộ một tuần. Cô giúp tôi nhé. Khó khăn đến vậy sao? Nhưng mà Ân khó khăn như thế, mà sao Ân không xin nghỉ nhở? Ơi ơi, cô ơi, gia đình nó khổ lắm. Nó muốn nghỉ, nhưng mà nó mà nghỉ là bị phạt lương 3 tháng lận. Cô rủ lòng thương, cô giúp tôi với, cho tôi làm thay nó. Rồi rồi, ok thôi, được rồi, anh cứ bình tĩnh. Về chuyện của anh Ngân ấy thì tôi sẽ báo lên công ty. Tôi sẽ báo với công ty là hỗ trợ anh ấy một phần viện phí, được chưa? Ôi, cô nói thật á? Cô đúng là tốt bụng đấy. Thì sao ấy, không có gì đâu. Mỗi người trong công ty ấy đều là thành viên trong một gia đình lớn, giúp đỡ nhau ấy là chuyện thường tình mà. Cô đúng là vừa đẹp người đẹp nét, ai mà lấy được cô là phúc phận cả đời đấy. Thôi đi anh, đi lên với tôi. Dạ vâng. Sao đây? Ai làm em bực à? Thì có nhân viên mới chứ còn gì nữa. Mày mời thật này, anh có thấy nó xinh không? Nhân viên mới á? Anh thấy thì cũng nhanh nhẹn, cũng được việc. Anh nói cái gì đấy? À, nói về độ xinh thì làm sao mà nó xinh bằng em được. Giờ nhãi nhép trong công ty thôi, em muốn đè như nào cũng được. Anh nói thật không ấy? Nó đi làm, lúc nào cũng vênh cái mặt lên ấy, chả chịu nịnh nọt tặng quà em gì cả. Đã thế, lần này em phải hành cho nó bõ ghét. Này, công ty trả tiền lương cho cô, để cô đi trễ về sớm như này à? Dạ thưa chị, em đã làm xong hết việc. Với lại, cậu đủ giờ tan tầm mà chị. Em tranh thủ về nấu cơm ạ. Gớm. Không biết là nên gọi cô là đảm đang hay là dâm đãng nữa. Cô đi về nhà nấu cơm hay đi hẹn hò với trai, ai mà biết được, công việc còn chưa xong đã tớ lên như thế ạ. Chị Linh, chị ăn nói cho cẩn thận vào. Em có đi về nhà nấu cơm hay là đi hẹn hò ấy, cũng không liên quan đến chị. Phiền chị đừng có xen vào cuộc sống của em nữa. Này, cô im mồm. Tôi ấy là trợ lý của giám đốc, quyền cao chức trọng hơn cô. Thế mà cô dám dùng cái giọng điệu đấy để nói chuyện với tôi á? Từ bây giờ tôi phân việc cho cô, đánh máy hết toàn bộ số tài liệu này, xong rồi gửi cho tôi, biết chưa? Trong tối ngày hôm nay. Chị ơi, bao nhiêu tài liệu như này, làm sao em đánh máy được ạ? Không làm được á? Không làm được thì tăng ca. Cái đấy cũng cần tôi phải dạy à? Ngày mai ấy, 7 giờ sáng, nếu như mà tôi không thấy cái đống tài liệu này ở trước mặt bàn tôi ấy, thì tôi nghĩ là cô lên nộp đơn xin nghỉ việc đi. Vâng ạ. Sao? Không phục à? Không phục ấy thì lên làm chức cao hơn tôi đi. Lúc đấy cô nói gì tôi cũng nghe. Còn bây giờ ấy thì cô phải nghe tôi. Hiểu chưa? Vâng ạ. Làm đi. Đồ nhà quê. Chị Linh, chị làm gì đấy? Làm cái gì á? Đây là công ty hay là chỗ ngủ của cô đấy? Cô đi làm mà để ngủ à?
tài liệu làm xong cho tôi chưa? Đã gửi mail cho tôi chưa? Em làm rồi. Em gửi chị ngay đây ạ. Tốt lắm. Mà tôi khuyên cô này, quên đi vào nhà vệ sinh ấy, chỉnh trang lại quần áo, trang phục và đầu tóc đi. Công ty này là công ty lớn, không chấp nhận nhân viên ăn mặc như thế này đâu. Vâng ạ. Cô đi luôn đi. Để tao xóa hết tài liệu, để xem lúc đấy mày nói như thế nào với tao. Tôi xin lỗi. Này, mắt bị mù à? Chào cô, tôi xin lỗi. Chào á? Cái loại lao công rẻ rách như mày mà không có tư cách nói chuyện với tao à? Cút! Buồn cười nhỉ? Thế lao công là không được nói chuyện với cô à? Tôi cũng đã lịch sự chào cô rồi, xin lỗi cô rồi còn gì? Này, Trung anh quen đấy nhở? Có phải là anh Tuấn không? À, Linh! Ôi trời ơi! Trông em khác thế! Em làm công ty này à? Ăn mặc cũng lịch sự. Thế này chắc công việc cũng không tệ nhở? Đúng mà ám quẻ. Em đâu có gì? Hỡi ơi anh người yêu cũ, tưởng rằng đã chết, ai về lại chưa? Xin chào cô em ngày xưa. Khốn nạn như thế, vẫn chưa chết mà. Cái gì? Bây giờ còn biết làm thơ, cà khịa tôi nữa, hả anh đàn bà? Em ơi, em nên nhớ là năm xưa ai chót lỗi lầm với anh, lừa tiền rồi chạy thật nhanh, anh đây không chấp ấy. Còn chưa nói gì mà. Này, anh thôi đi. Có mấy cái đồng bạc lẻ thôi, mà không thích tính toán với tôi à? Này, nhìn lại cái bộ dạng của anh xem, chỉ là cái thằng lao công thôi, cũng xứng để mà nói chuyện đó. Tôi thích thế đây, thì làm sao nào? Có sao đấy, nhìn cái bộ dạng hiện giờ của anh ấy, để lau giày cho tôi còn không xứng. Đi vào trong công ty người ta làm lao công mà nghĩ là mình sang như xưa á. Này, tôi nói cho anh biết nhá, nếu như mà anh làm ở đây ấy thì đừng có nhận là quen với tôi, không là tôi cho anh nghỉ việc đấy. Tùy cô thôi. Tôi ấy thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến cô cả. Cái loại người lừa tôi hẳn 100 triệu xong rồi cắm rừng tôi. Đúng là ngày xưa tôi mắt mù khi yêu cô. Anh im đi, cái đồ mồm thối. Này, anh làm công việc ở đây ấy, tốt nhất là đừng gây sự với tôi. Không ấy, tôi cho anh nghỉ việc đấy. Này, nói cho cô biết nhá, có mồm cô thối ấy. Anh Tuấn à, chào cô gái xinh đẹp. Chúc em buổi sáng tốt lành nhá. Cô cũng thế. Tài liệu đâu hết rồi? Chết rồi. Thôi, em cứ nói đi. Thì là chuyện của Lan Anh ấy. Hôm qua ấy, em dạy nó bài học rồi, nhưng mà em vẫn không ưa nó. Anh xem như thế nào ấy, tí nữa em gọi nó đến. Rồi anh cứ hỏi nó về tài liệu, nó không trả lời được thì đuổi đi. Được thôi, con này dài tay đấy, nhiều chuyện thật. Em yên tâm đi, anh sẽ đuổi nó cho em. Anh đúng là tốt nhất. Đi rồi. Tất cả tài liệu tôi yêu cầu ấy, cô chuẩn bị đủ chưa? Dạ đây ạ. Dạ thưa anh, em cũng đã hoàn thiện một số thiếu sót và cân bằng lại chi tiêu của công ty. Nhưng mà do máy tính của công ty có trục trặc cho nên là em gửi hơi trễ ạ. Trục trặc á? Trục trặc hay là cô quên chưa làm? Dạ không, em đã gửi rồi anh ạ. Gửi rồi á? Ôi chà ơi, cái miệng này ấy, nhỏ nhắn, xinh xắn quá. Thế mà chỉ toàn là nói láo thôi. Nếu như mà chúng tôi kiểm tra mail mà không có thì cô tính như thế nào? Dạ thưa anh, nếu mà em chưa gửi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ. Mạnh miệng gớm nhỉ? Được thôi, nếu bây giờ tôi kiểm tra mà không có mail ấy, thì cô sẽ tự viết đơn xin nghỉ việc nhá. Xin nghỉ việc ạ? Thưa anh, chuyện này
có cần thiết phải nghỉ việc không ạ? Cần thiết chứ. Anh Toàn đây là giám đốc, nói gì ấy thì cô phải nghe. Tôi ấy là tôi ghét nhất những cái loại mà khô môi mố mép trước mặt tôi, cô hiểu chưa? Không thích bị lừa đâu. Thành ra là nếu tôi kiểm tra mà không có ấy thì cô phải xem xét lại đấy. Tôi không phục. Tôi đã gửi mail cho anh rồi. Anh không có cớ gì mà đuổi việc tôi cả. Được không? Anh là giám đốc, anh phải lắng nghe ý kiến từ hai chiều chứ. Được, sao cứ nghe ý kiến của cô Linh vậy? Ok. Sao? Vậy là cô đang ghen tị với cô Linh à? Hả? Có ngon đấy. Cô làm việc giỏi như cô Linh đi, rồi đang nói chuyện. Còn quay lại việc này nhá, tôi nhắc lại này, bây giờ tôi kiểm tra mà không có mail ấy, cô sẽ tự nghỉ việc, được chứ? Nhưng mà nếu mà anh kiểm tra trong mail có tài liệu tôi gửi rồi ấy, thì cô Linh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Cô mạnh miệng quá nhở? Được thôi, nếu như mà có thì tôi sẽ xin lỗi cô, được cái gì? Bạn đi làm lao công, được không? Cái gì? Cô bắt tôi nghỉ việc cơ mà. Làm lao công ý là cũng chỉ bình thường thôi. Được thôi, chốt. Được. Không thể nào. Rõ ràng tài liệu đã bị xóa. Thưa anh, đúng là máy tính của tôi đã có người chơi xấu xóa hết tài liệu đi. Nhưng mà số tôi cũng may mắn gặp được người tốt, cho nên là tôi đã khôi phục được tài liệu rồi. Ok, thế là tôi khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho cô rồi. Nhưng mà tôi dặn cô này, nhớ lần sau ấy lưu cái dữ liệu của mình vào một cái ổ cứng khác, tránh để người khác hại mình, nhớ chưa? Cảm ơn anh nhé. Mà tôi cũng không ngờ ấy, anh lại dành về máy tính như này đâu. Tôi có một công ty về công nghệ phần mềm, đã cũng đang hợp tác với công ty cô đấy. Không có gì, tôi đi làm đây. Muộn hết cả giờ làm. Cảm ơn anh nhá. Chị à, tôi mời anh đi ăn. Thế nào, cô Linh? Cô nhận hậu quả đi. Thực ra là cô Linh mới làm việc thôi. Cô Linh lo cho cô nên mới làm thế. Cô về làm việc tiếp đi. Giám đốc, anh vừa nói như thế nào ạ? Này, cô vẫn còn biết gọi tôi một tiếng giám đốc hay sao? Hả? Tôi bảo cô về làm đi, cô không nghe rõ à? Hay là tai điếc, nhận thức có vấn đề? Được rồi, nếu mà giám đốc nói thế, em sẽ không biết nói gì nữa. Nhưng mà cái chuyện ngày hôm nay, em sẽ nói cho toàn bộ công ty nghe, để cho công ty biết giám đốc công bằng như thế nào. Cô dám à? Em chỉ hiểu sự thật thôi. Được, vậy cô Linh đây sẽ dọn vệ sinh. Anh Toàn giám đốc. Sao thế cô Linh? Chuyện này là do cô gây ra cơ mà. Gậy ông thì đập lưng ông ấy. Cô nhận hậu quả đi. Chào giám đốc ạ. Anh Toàn, chẳng lẽ anh bắt em dọn vệ sinh thật à? Thế chứ còn sao nữa hả? Chuyện này do em gây ra đấy. Mai nó đi bâu bô cái mồm với công ty thì sao? Chịu khó tí đi. Đúng là cái đầu vô tích sự mà. Hello cô gái xinh đẹp. Anh Tuấn à, tôi có món quà tặng cho anh. Tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm trước. Trời ơi, có cái gì đâu mà phải quá cáp. Anh nhận lấy cho tôi vui. Nếu như mà không có anh ấy thì tôi đã bị đổi việc rồi. Mà này, tôi cứ thắc mắc mãi nhá. Ở cái công ty này ấy, tại sao lại có cái người mà ghét cô đến thế nhở? Ham hại cô như vậy đấy. Mà rõ ràng ấy, cô này vừa đẹp người đẹp nết, đối xử tốt với tất cả mọi người. Lạ thật ý. Chuyện bình thường mà anh. Trong công việc ấy thì ganh đua nhau, ghen tị nhau ấy, là chuyện bình thường. Tôi cứ nghĩ là tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, sống tốt là được. Như thế chả có ai dám động vào mình. Nhưng mà... À mà thôi, anh nhận quà cho tôi vui nhá. Đừng có từ chối đấy. Rồi, tôi cảm ơn. Anh làm việc tiếp đi. Tôi đi trước. Thôi đi làm việc đi. Tôi cảm ơn cô nhá. Anh Toàn, anh cho xem kìa. Xem có Lan Anh với đứa nào hẹn hò yêu đương công ty đấy. Có thật không? Thật, anh ra mà xem.
công ty cấm yêu đương. Thế mà nó dám hẹn hò, anh xem nào, xuống đuổi việc nó đi. Được. Phép này ấy, nó hết đường chối cãi. Đi. Đây rồi. Hôm nay bắt tận tay, dây tận chán nhá. Công ty làm ăn, chúng mày hẹn hò, chim chuột với nhau thế này đấy à? Đúng đấy. Thế là hôm nay hết đường chối cãi nhá. Này 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 này, cô cậu nói cái gì đấy hả? Cái gì mà chim chuột với hẹn hò? Tôi đứng nói chuyện thì cũng bảo là hẹn hò. Thế có mà tôi hẹn hò cả cái công ty này. Mày im. Mày không đủ tư cách để mà nói chuyện với tao được chưa? Ôi giời, sao cậu nói chuyện y như cô Linh ấy nhỉ? Không có câu nào nó hay hơn à? Mày. Mày tao cái gì? Tôi có tên tuổi đàng hoàng nhá. Giới thiệu với cậu, tôi tên là Tuấn. Ok. Mày tên tuổi như thế nào ấy, chả ai quan tâm ở đây cả. Công ty này có luật là cấm yêu đương, mà bọn mày lại yêu đương nhắng nhít ở trên công ty. Thế là đáng bị đuổi đấy. Cô Linh, tôi có vấn đề gì với cô à? Tại sao lúc nào cũng đòi đuổi với tôi thế? Tao ghét mày, thế mà không hiểu sao? Cũng chỉ là cái đứa con gái đi ăn đồ thừa người khác. Cái gì? Đồ thừa nào? Cô nói vớ vẩn gì đấy? Cô ấy nói tôi. Thật ra ấy, cô ấy là người yêu cũ của tôi. Nhưng mà tôi nhớ không có sai được tí nào là cô ấy từng ôm một đống tiền của tôi đấy, rồi chạy mất đấy. Cái gì? Chuyện này có thật không? Chuyện này không phải thật đâu anh ạ. Nói láo đấy. Thật ra là hồi trước em với anh ta cũng có từng yêu nhau. Nhưng mà do vừa xấu vừa mồm thối nên là chúng em chia tay rồi. Với cả bọn nó hẹn hò yêu đương công ty, anh đuổi về đi anh. Đây rồi nhá, đã có bằng chứng rồi nhá. Bây giờ cô mau lên phòng dọn đồ rồi phán đề. Bất công, tôi không đồng ý. Tôi sẽ kiện anh rồi. Kiện á? Này, mày đi kiện ai ở đây? Hai đứa mày ôm nhau như thế rồi mà bảo là không hẹn hò á? Con kiến mà đòi kiện củ khoai à? Ở cái xã hội này ấy, nó vốn dĩ bất công. Có tiền, có quyền, nó có tiếng nói, mày hiểu chưa? Cô tưởng là một tay của cô ấy có thể che được trời à? Cô làm gì đấy? Này, sao cô lại ném rác vào người cô ấy? Rác rưởi ấy thì chỉ hợp với rác rưởi thôi. Còn cả anh nữa, anh thực sự là hợp với cái đống rác này đấy. Em nói đúng đấy. Cái bọn cứng đầu cứng cổ này ấy, phải làm như thế nó mới tỉnh ra được. Phải đấy. Hóa ra là cái công ty này có cái cách đối xử với nhân viên thế này à? Có cái quy định như thế này à? Quy định ấy là do con người đặt ra. Mà ai đặt ra mà biết không? Là tao đấy. Được rồi, thế thì để tôi gọi điện cho chủ tịch của anh, hỏi xem cái việc này nó có được hay không, xem lúc đấy là anh có hối hận không nhá. Mày nói nhảm cái gì đấy? Số cậu Hoàng đây rồi. Alo, cậu Hoàng à? Tôi đang ở gần công ty cậu đây. Cậu có rảnh không? Tôi đang ở sảnh công ty, cậu qua đây nói chuyện với tôi một lát nhé. Tôi chờ cậu. Này, dạo này là xem cái phim Chủ tịch trên YouTube nhiều quá là bị nhiễm đi à? Hả? Nói cho mày nghe nhá, hôm nay dù có Ngọc Hoàng xuống đây hay là Tôn Ngộ Không về đây ấy, cũng không ai cứu được mày đâu. Phim đấy hơi bị hay đấy. Nhưng mà nói thật này, để xem rồi mèo nào cắn bỉu nào nhá. Cái ác ấy tuy nó nhiều thật đấy, nhưng mà không bao giờ ấy thắng được sự thật và chân lý đâu. Thế á? Thế mày lại chưa nghe câu là đạo cao một thước nhưng ma cao một trượng à? Hả? Người không vì mình ấy, trời chung đất diệt đấy. Như hai bọn chúng mày vậy, nhãi nhép. Phải đấy. Thế cơ à? Tôi thật không ngờ trong công ty của tôi lại có hai người suy nghĩ thiểu năng như hai người đấy. Chủ tịch, tại sao lại ở đây ạ? Chào anh Tuấn, sao anh đến đây mà không báo trước cho em ạ? Với lại, tại sao anh lại mặc bộ đồ này? Sở dĩ tôi ở đây với bộ dạng thế này ấy, là vì tôi có lời hứa với người bạn của tôi là tôi đến đây làm việc giúp cậu ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tình cờ thật ấy, tôi thấy được cái vở kịch mà hai người này diễn, công nhận đạt thật đấy. Mọi chuyện là như thế nào ạ? Đây nhá, cậu Toàn này là cặp kè với cô Linh. Đấy,
cậu Toàn vì chiều ý của người yêu nên là tìm mọi cách để hãm hại rồi đuổi cô Lan Anh đi, vì cô Lan Anh ấy dám đứng lên bảo vệ cái quyền lợi của những người lao động đấy. Không phải thế đâu anh ạ. Không có chuyện đó đâu ạ. Cậu xem thế nào mà xử lý cái việc này, tìm hiểu cho rõ đi. Chứ nếu mà không được ấy thì có lẽ là tôi cũng cần phải suy nghĩ lại về cái việc hợp tác với cậu đấy. Dạ vâng, em sẽ đuổi việc hai người họ và xin lỗi cô Lan Anh ạ. Anh Hoàng, không thể như thế được ạ. Em xin lỗi ạ, nể tình công sức bao nhiêu năm qua của em, anh có thể bỏ qua cho em được không ạ? Em sẽ chia tay với cô ta ạ. Anh dám á? Anh Tuấn, nể tình em là người yêu cũ của anh có thể nói giúp em được không? Em rất cần công việc này anh ạ. No. Mọi sai lầm đấy đều phải trả giá. Nếu như mà trước đấy cô không đối xử với mọi người như vậy, không sỉ nhục người khác, coi thường người khác, rồi dồn ép cô Lan Anh đây vào đường cùng, thì mọi chuyện đâu như thế này. Ông cậu Hoàng, tôi thấy cô Lan Anh ấy vừa tốt tính, nhân hậu, lại có năng lực rất là tốt. Đừng bỏ lỡ cô ấy. Tôi hiểu rồi ạ. Cô Lan Anh, ngày mai lên công ty, tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí hợp lý. Em cảm ơn anh ạ. Anh Hoàng, bọn em... Bọn em xin lỗi ạ. Còn hai người, bây giờ lên công ty, thu dọn đồ đạc, rồi biến ra khỏi công ty của tôi. Dạ. Mời người đi ạ.